Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng và luôn đạt được những gì như ý. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ký sự bonsai hôm nay năm thu đi du xuân. Cái điểm dừng chân của năm thu đây là cái công viên gia đình các bạn, nó trực thuộc cái quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cái nơi đây là thường xuyên là mỗi một năm là được hội tụ về trưng bày tất cả những cái sản vật thuộc về cây kiểng, những cái tác phẩm từ mai cho đến những chậu bông cúc, những chậu bông mùng ga. Nếu mà các bạn mà không có cái điều kiện để đến tham quan thì năm thu nghĩ rằng qua những cái thước phim mộc này, năm thu chia sẻ với các bạn những cái nơi du xuân vui chơi để các bạn có điều kiện để cùng nhau chúng ta cùng nhau trải nghiệm các bạn ha. Năm nào cũng thế, năm mới Tết đến là bao nhiêu là chuẩn bị, bao nhiêu là công việc đành gác lại để vui xuân 3 ngày Tết. Thành ra là những cái sản phẩm và những cái tác phẩm mà để phục vụ cho ngày Tết thì luôn luôn có mặt trong các cái điểm vui chơi hội hoa xuân. Thôi xin mời các bạn ha, chúng ta cùng nhau đi tham quan. Trước mặt các bạn đây là những cây mai vàng các bạn. Cây mai vàng, nếu mà nói không quá thì mai vàng là cái biểu tượng mùa xuân của xứ miền Nam, miền Nam Việt Nam. Nếu mà các bạn mà xa quê mà khi mà nhìn thấy cái nụ mai nở lên thì các bạn chợt nhớ đến mùa xuân của quê nhà mà ha. Có những cái bài hát là năm thu có nhớ là nhà tôi ở nơi rừng mai, nếu mà không nở tôi đã biết xuân này hay chưa. Đó là cũng bản nhạc đi vào lòng người cũng vậy, từ cái cây mai đó các bạn. Tác phẩm mai rất là nhiều thôi. Những cây mai nhỏ này thuộc cái dạng là bonsai mini, có thể mình trưng bày, mình chơi trong để trong cái bàn làm việc hay là những cái phòng khách của nhỏ các bạn. Còn những cây mai lớn đây thì dành cho những nhà có những cái khung gian rộng, còn nếu mà nhà mà hẹp quá thì không thể nào đưa được những cái mai to như thế này đưa vào nhà. Nụ mai hôm nay là phiên chợ là 28 Tết, là những cái mai như thế này là được nhà vườn họ rất là chỉnh chu, họ là dồn hết tâm huyết vô để nở kịp Tết. 28 Tết là lát đát những cái bông mai như thế này là như vậy là kịp xuân đó các bạn, kịp Tết á ha. Mình không thấy chủ vàng được chủ vườn để mình nhờ họ chia sẻ, không biết mai này từ đâu thì cũng không biết được, nhưng mà đa số là hầu như là 90% là tất cả những cái loại mai này đến từ miền Tây các bạn ha, miền Tây với cái vùng Sài Gòn, bộ phận vùng Sài Gòn. Mùa xuân rất là vui ha, rất là vui nhộn luôn. Mình qua đây từ từ đi, giờ mình chia sẻ với các bạn hết ha, tất cả cái những cái loại chủng loại mà cây trồng để phục vụ cho ngày Tết. Ngày Tết là chỉ có 3 ngày thôi, ngắn ngủi 3 ngày, làm việc cực nhọc 362 ngày, chỉ có dành cho 3 ngày dành cho Tết. Thành ra mà người ta hầu như là đa số là không có ai mà tiết chi chút đỉnh tiền để mua sắm cho mình những cái bông hoa đẹp để chơi cho có sắc xuân rực rỡ trong nhà. Bởi vì cái mai vàng này nó được tượng trưng cho cái sự may mắn, thành ra đa số những người chơi cây kiểng đều thích trưng cây mai vào dịp Tết. Nhưng mà tuy nhiên là tùy theo cái giá mai vào thời điểm ngoài vòng thì năm, chứ có những năm mà mai thất mùa đó thì cây mai rất là đắt, người ta chỉ ngậm ngùi mà ngắm thôi không có tiền rinh về. Có những năm mà cái mai nó được mùa thì giá thành nó rẻ, thì hầu như nhà nào cũng muốn sở hữu cho mình một cái cây mai đẹp để trưng cho tới ngày Tết. Đây là kịp Tết đó các bạn, ngày 20 phiên chợ 28 Tết là những cái lúc mai nó như thế này là kịp Tết đó. Đây là những cái dạng mai là rất chuẩn vào ngày 30 Tết, là nó mùng 1 Tết nó sẽ nở bung rồi hết, rất chuẩn luôn á. Bông bự quá, đẹp quá ha, quá trời. Còn thấy không, đụng vô cái mấy ông bán là chết á. Bởi vì khi mà trưng bày giữa đám đông vậy mà người nào cũng sợ vô cái, người nào cũng mó vô cái thì nó rụng hết, người ta còn gì ha. Thành ra là chủ người ta không cho mình chạm vô cái hiện vật, cái đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Nếu mà các bạn mà buôn bán mai thì năm tôi nghĩ rằng các bạn cũng phải như vậy thôi. Rất là đẹp các bạn ha, khách hàng thích xem rồi đó. Cây này cũng 10 cánh, nó lớn quá. Cây này là nhỏ đi, cái gốc cây này là hoành nó cũng khoảng là 80-90, có cây này chắc khoảng cái trăm, mấy chục cái trăm triệu. Cây này cả trăm triệu. Cây này. Cây này chỉ có dành cho mình đi thuê thôi. Nếu mà mình mua những cây mai gì, nếu mình mua những cây mai như thế này thì anh cũng phải đem gửi về vườn chăm sóc thôi. Nếu mình chăm sóc không chuyên nghiệp á thì nó hư cây mai đi. Hư cây mai. Rất là đẹp bạn. Nó là mai vàng, nó cực kỳ đẹp luôn.
Rồi, Long ơi, mình tiếp tục đi hướng này Long. Mình chia sẻ mỗi một nơi mỗi một chút đi, chứ mình tập trung gì. Lên như đó là sao về kịp, về, đúng không? 30 phút thì đi kịp. Mấy anh chơi, cứ chơi đi. Không phải, ý anh Long nói là cái một cái phim của mình á, để mình làm cho nó đủ 30 phút á, chứ không phải là cái gì. À, để mình chia sẻ chỗ một chút phải không? Đi qua đây các bạn, nhưng mà các bạn ha. Mai vàng. Qua đường này nè. Qua đường này không? Quá trời đẹp các bạn ơi. Sắc sương tràn ngập muôn nơi rồi các bạn. Nhà anh ở nơi rừng mai, nếu mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Hát dở, hát hay không mày hát. Để chia sẻ các bạn một cái bản nhạc rất là nổi tiếng, khi mỗi khi xuân về là các ca sĩ thường hay ca và cũng được nhiều người ủng hộ công nhận ha. Bây giờ chúng tôi tiếp tục mời các bạn chia sẻ ở cái công viên này, gia đình văn hóa gia đình ở đây là nó là cái nơi là sinh hoạt của dân thành phố Hồ Chí Minh, nó trực thuộc quận Phú Nhuận. Nơi đây là thường xuyên và tổ chức những cái dịp hội đi qua những cái bông quà rất đẹp ha. Các bạn thấy cây này rất đẹp ha. Anh là chủ mấy cái bông mai này hả? Phải không? Tưởng chủ chứ. Hả? 30 triệu. Cái cây đơn giá luôn ha. 30 triệu bạn. À. 30 triệu. Cái mai này nó thuộc dạng cái mai bonsai đó các bạn, thành ra giá thành của nó rất là cao. Những cái mai đế nôm nè, thấy không? Đế nôm. Đẹp ha, lung linh sắc màu bộ đế này rất đẹp rồi. Đây, những cây mai này thì tiền rất là nhiều thôi, tiền nhiều lắm, nào mà phải thôi, nhiêu cây mai này nhiêu, cây mai được chào giá là 60 triệu rồi các bạn, như là ghép từ gốc tới quý. Cây mai này 50 triệu, mai là 60 triệu phải không? 60 triệu. Cho mai bên đây nha. 50 triệu. Mai 50 triệu, 50 triệu, cho mai 50 triệu đó các bạn. Ồ, bông bự chà bá luôn ha. Bông mà bông rất là to. Rất là to các bạn. Ồ, 50 triệu, cho mai 50 triệu. 40 triệu bên kia. Không biết là giá này là giá bán hay giá thuê, giá bán nè. Bán chứ. Giá này giá bán. Giá bán, ra đây là bán. Giá bán thôi. Giá thuê 50 triệu thì đắt quá, chắc là bán thôi. Mình qua bên kia, qua chỗ nào đi được Long, mình sẽ đi trước Long. Để quẹt vô mấy ông nó không chịu chết. Để ra đây, qua bên góc này. Đúng không? Cây này là Long. 350 triệu nè. 350 triệu không bạn. Ồ, cây này nó quý là có bộ rễ nó đây nè. Nhờ cái bộ rễ, nó quý bộ rễ. Quá đẹp ăn. Rễ nơm mà nó cao lên cái tầm khoảng từ miệng chậu lên tới cái bộ rễ nơm 5 tấc các bạn. 5 tấc. 5 tấc. 60 đến 1 mét. Em ơi, cái mai này mình từ đâu mình đem lên vậy? Năm. Ủa, sao biết tôi? Em biết, em hay coi clip anh lắm. Hôm nay mình làm em lấy thiêu. Lấy thiêu hả? Dạ. Cái mai lấy thiêu lên hả? Đẹp dưới dạ. Trời. Hình như là gấp tứ quý không? Tứ quý á nè. Tứ quý mà gốc bự hay mà môi đâu. Thường thường cái tứ quý của mình là cái rễ ít thì nào cũng có rễ đẹp. Em trên em còn phải chục gốc. Vậy không? Để cho bà con biết mặt tôi coi. Ôi anh đừng hỏi quay em, anh em biết em biết anh luôn mà. Anh bán này là bữa anh qua bên quận 12 anh quay nhà anh gì đó. Anh gì ở chỗ ông gì? Bé. Không phải cái ông gì ở ngay chỗ bún không? Ngay ra ông ngay ra Thành nè. Hiệp Thành á, Hiệp Thành. Đúng rồi, ngay chỗ ngay hôm trước anh em đi đến đó. Này bông nó lên nhanh lắm anh em ơi. Quá trời đẹp ha. Cái này siêu bông rồi. Siêu bông. Mà cái này chắc sưu tầm những cái gốc mai tứ quý được gì rồi nó chắc anh làm biết ông già em á, ông già sáu mài à, sáu mài ở trên có dịp cho tên tuổi đi ông lên có dịp nào tôi lên dẫn dâu luôn mà Phương Bình rồi qua bên nhà em lấy mài về bảy vậy quá trời nhớ tác phẩm được tên tuổi ông lên clip luôn để làm clip quá đẹp thấy như này này cái giá trị đây không. Tôi mà vô mấy điểm bán mai thì nhiều người biết tôi lắm, tại mình thường làm mai mà. Các bạn ơi, chúng gặp người quen không? Đây là toàn những người quen. Mình đây là mình hầu như là mai tứ quý không ha?
Tôi quý không anh, cái giống này nó hợp tôi quý. Ồ quá trời luôn. À. Rồi năm nay mình có em nào lên sàn diễn cho em được đi sàn diễn không? Lên thi á hả? Ừ. Nó chở nó cứ diễn nó gần cái gì nó đủ tiền nhậu đâu mình đi. Đây nó nhà em không cây đó. Cây này nếu mà em đi thi ai chịu nổi. Ý năm đó là mình có bằng bác thương hiệu chứ. Không em không cần. Không mà phim tốn vậy sao? Trong đó là người ta đã lên người ta thẹn hết của em. Tới xong chỗ trên góc này. Cái này là góc mình chắc xăng xăng lùng từ miền Đông phải không? Không, không mấy năm, không mấy năm. Miền Đông giờ cho em không lấy nữa. Tại sao miền Đông? Miền Tây hết. Tại sao người ta không thích mai miền Đông? Anh nuôi không có được đâu. Được. Cái vườn mai số tâm là toàn là nó nuôi mai miền Đông rất là tốt mà chuẩn mà. Nó sinh miền nước mà. Cho nuôi không có được. À. Anh ghép em nói anh chừng 2-3 mùa là nó bỏ nhánh hết cả. À, cây mai này mai 60 triệu, gốc mai 60 triệu. Giá đâu có cao đâu. Không, cái giá này thì nó không phải là cái giá cao. Không phải là cái giá cao. Dốc mấy hôm này giờ kiếm tôi. Em nhắc là cái vườn mai mình vườn mai gì nào? Mai chú Sáu rồi được. Mai chú Sáu ở bên Lấy Thiêu. Mai chú Sáu Lấy Thiêu. Bữa nào qua Tết anh alo em. Rồi. Anh còn mấy ông chồng dữ đó. Để mình muốn vô mấy cái vườn giao lưu mà. Quá đẹp luôn anh. Quá trời luôn hả? Nếu mà nó đi thi em cương này nữa. Mình có cái địa chỉ chắc biết gì ghi lại không, có cái địa chỉ gì không? Dạ. Có cái địa chỉ. Anh cứ alo em được. Không phải, ghi lại cho anh cái địa chỉ, cái tên vườn, số điện thoại khi mà cần anh Năm sẽ liên hệ lại. Chúc anh lấy số điện thoại em rồi. Ok rồi, thì rồi thì cho anh ghi lên hình. Không phải cho. Xấu quá lên hình. Mai đẹp, mai đẹp quá trời luôn ông ơi. Chơi mà chơi quá trời đẹp các bạn. Bước vô đây thì Năm Thu phải là với ngỡ ngàng trước những cái tác phẩm mà được ghép vô cái mai tứ quý các bạn. Cái mai tứ quý mà rễ nó buông như thế này là trồng rất là lâu năm phải không? Ồ, phải nhớ là những tác phẩm đỉnh của đỉnh á. Đỉnh của đỉnh luôn á. Này đúng chuẩn Minh Lai luôn. Cao hơn 60 chưa tới 70. Mà cái rễ nó buông đều từ nó vút đều lên. Này 80 giót đọt. Nó giót 10. Nó giót đọt đều lên nè, đấy những tác phẩm này rất là đẹp. Long long bên kia là số điện thoại với tên cho mình. Đọc số anh liền khéo hoặc về không nhớ đọc số này. Không nhớ. Quá trời đẹp với Năm Thu. Ta chia sẻ từng tác phẩm một. Vâng. Khi mà đến đây thì Năm Thu rồi cũng muốn đi một chỗ một nơi. Nhưng đây có giấy nè, lấy cái giấy viết đây nè. Viết vô để ăn Tết xong liên hệ với bạn. Quá trời luôn các bạn ơi. Nè. Đây là những cái tác phẩm mai là rất đẹp ha. Đẹp quá, nói chung là bê luôn á. Đây các bạn, đây này hầu như là tác phẩm nào cũng là đẹp, rất là đỉnh ha, đỉnh của đỉnh luôn á. Thằng này mới giấy có 8 tháng như bao nhiêu? Cây này được chào giá là 350 triệu ha, 350 triệu một cái bộ gốc này. Mà công nhận em sưu tầm đâu hay quá. Đó. Cây toàn là mai tứ quý. Mà mai tứ quý mà để mà có được những cái bộ rễ như thế này là rất là lâu năm. Đúng không? Rồi. Rất là kỳ công. Nè, cái mình ghép vô cái giống này giống gì vậy em? Siêu bông anh. Cái giống này dảo hả, bông dảo? Siêu bông. Siêu bông, bông bự ha. Dạ, siêu bông anh. 30 anh ra là lấy nó khủng khiếp. Mà khi mình ghép cái này được 2 mùa rồi phải không? 2 mùa không? Cái này mới 1 mùa anh Năm. 1 mùa mà bự dữ vậy. Cái này 8 tháng rồi. Ồ trời ơi, vậy là ghép trong 1 năm là chơi được hả? 1 năm là em bán rồi. Ồ hay quá ha. Quá trời đẹp luôn. Nè, bông bự nữa. Nè bông bự, bông cái xe bông này cũng khoảng là 7 phân á. Trời ơi, em nói anh cái ly uống mà cái ly mà mình uống trà đá mà uống cà phê á, bỏ không lọt á. Nếu mình thấy có mùi nè, em nói em mấy để ăn Tết là anh Năm mới liên lạc vô vườn nhà mình chuyên môn là cung cấp về mai không nè. Giờ mình bán này lâu cho em. Dạ, mấy 30 năm. 30 năm ở khu vực này. Ai cũng biết ông già em. Nhưng mà cái điểm này mình di chuyển liên tục hay là điểm này em bán được 5 năm rồi. 5 năm. Dạ. Đây là cái thương hiệu là vườn mai chú Sáu rồi phải không? Dạ. Nhớ ông Long, vườn mai chú Sáu, nhớ cái số điện thoại đến Năm liên hệ ha, vườn mai chú Sáu này các bạn. Chú Sáu này ở Lấy Thiêu. Dạ, Lấy Thiêu, Lấy Thiêu. Bữa hôm vô cái nhà ông gì không tin tức mấy quên ở với Thiêu, ông ở gần chợ Bún á, chợ Bún đi vô á, ông tới vườn mai á, ông gì ông tên gì? Nói nhận sườn quỳnh bố sống ai à, ông tên ông Sáu gì á, sống ở nhỏ á, ông này ông ngày xưa ông làm bố phường á, nhà ông trong cái vườn trong á có thì không phải hả? Không phải hả? Đây các bạn đây
tác phẩm này nữa đây. À, đây là cái tác phẩm này là 280 triệu đây. Đây là cái khu vực nông thôn, đây là khu vực của công viên gia đình trực thuộc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tràn ngập sắc xuân, xuân hôm nay là hai ngày 28 Tết, 28 Tết mà nó đã có những cái nhiều cái bông lắc đác như thế này này, còn lại số bông còn lại nó sẽ nở tiếp tục các bạn. Quá trời đẹp, bông chuẩn 50 triệu. Cái cây này 50 triệu rồi cũng được nha, cũng không đắt lắm. 50 triệu đây các bạn. Buôn bán đã niêm yết giá hết rồi. Em dễ nói anh đơn giản một cái à, anh nhìn cái cây của em có mèo xanh không? Nếu cái cây nào có mèo xanh em cho anh luôn. Đó là một kỹ thuật nhỏ thôi. Là nó bị móc cái bông rêu không? Đúng rồi, nó thấy đi cái lùi không? Rêu bám. Kiếm được cái cây nào có nấm anh luôn. Cái tác phẩm này cũng quái ha, cứ lạ ha, tác phẩm này mới 8 tháng anh. Bữa nếu 8 mà nó hai mùa mà nó cỡ này nó xuống đây một xíu. Hai mùa chắc cây trong kia hả? Dạ đó. Cây trong kia là hai mùa hả? Dạ. Cây tác phẩm này thì được chào giá là 150 triệu. Các bạn lưu ý, đây là những cái tác phẩm này là được chọn từ gốc mai tứ quý, gốc mai cực khỏe, mà khi mà săn lùng được những gốc mai như thế này là một cái chuyện rất là mong manh. Đi cây dù không? Cây dù quá đẹp. Mấy giờ nước u nhóm. Mình tính làm cái clip về kia về hết khu vực, mà chắc lẽ mình làm cái clip mai xong mình ngưng, bắt đầu mình tiếp tục mình làm tiếp kia nữa ha. Tại vì ở đây mình vô vườn mai này thấy có nhiều cái mẫu mai đẹp quá, thì năm thu quyết định sẽ quay chi tiết từng mẫu ha, từng mẫu cây để chia sẻ cùng các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Ok bà. Cây trong gốc giá nhiều hơn không? Nhìn thấy không? Đây là giống. Toàn là thứ quý không? Giờ giá nhiêu? Hôm nay hả? Rất là nhiêu? 25 triệu hả? Còn cây bên đây? Cây đây 35. Cây này 35 triệu hả? 35 triệu các bạn. 150. Cái cây tán dù này 150 hả? 150. Cây này 35. Cây trong gấp trong, gấp trong kìa. 70. 70 hả? 70. Quá đỉnh luôn hả? Đẹp quá. Cây đó nhiêu? Cây nào cho 20? 120 hả? 120 hả? Sướng chưa, rẻ là sướng không? May quá gặp được người quen là nông thu mới tiếp cận được cái đơn giá hoặc là những cái kiểu cây. Còn những nơi kia là do nông thu không quen biết, khách hàng họ cũng chủ hàng thôi, chủ vườn họ cũng bận rộn, thành ra mình cũng không tiếp cận được với họ. 20 luôn à? Cây trong kia nhiêu? 20. Kia 20 hả? Ừ. 20 triệu hả? 120 triệu. Có ghi lộn không? À. 20 mà tưởng 120, chắc 120 thôi, ghi lộn hay sao á? 120 triệu. 120 triệu. Tại nghe mày nói 20 triệu với ra nó có lộn không là vậy? Chứ làm gì có giá 20 triệu. Qua bên gấp bên kia Long ơi. Gấp bên đây, gấp bên kia. Quá trời luôn, thật tình mà nói mà khi mình nhìn những cái tác phẩm này thì năm thu không muốn rời bạn. Không muốn rời xa. Đẹp quá. Đẹp quá trời đẹp. 350 nè các bạn, tác phẩm là 350 triệu nè các bạn. 280 triệu. Tác phẩm trong hả? 280 hả? 280. 280 hả? 280. Ồ. Rồi. Ủa, 350 triệu. Đây là 280 triệu. Toàn bộ đây được ghép vào lưới, toàn bộ được ghép từ gốc mai tứ quý hả? 70 triệu. 70 triệu. Cái điều cái này nó nè. Rồi. Cây đó tại nó cứ bụi rễ nó buông nó không bằng mấy cây này. 70 triệu cái đấy luôn. 70 triệu có giá hết á. Có giá hết. Đẹp quá không? Đẹp nhức nhói luôn đúng không? Nếu mà thật mình có tiền mình sở hữu những cây này cũng không có tiếc không tiền.
đây là được ghép bằng từ gốc mai tứ quý. Mà chơi chơi gốc được mấy cây trong đó. Cây cây view đẹp cực kỳ. Đây đây cái góc này là 55 cái vô cái chậu men kia bao nhiêu em vô chưa chưa từ đụng mà đụng nổ ha. Đẹp cây đó cũng đẹp á. Cây đó gốc đẹp á. 120 triệu hả? Hay là. Ồ đẹp quá, 120 triệu. Cái này 80 triệu. Cái cây này thì cái gốc nó cũng ấn tượng ha. Cái củ bự quá trời bự nè. Bự quá trời lắm. Củ này cũng 200 á. Trăm mấy, 200 á, củ á. Quá trời bự ha. Bự đẹp lắm. Kéo 90 á. Rồi cái bên đây nè, cái bên đây đẹp nè. 80 triệu. Đây, bao nhiêu? 80 triệu. Cái này 80 triệu hả? Để qua góc đứng góc độ nào để mình nhìn mình thấy được cái à đứng góc độ thì được nè. À, nhìn thấy được hai cái mai nè. Bơ bơ cái củ long long bơ bơ cái củ quá trời. Nó quá trời. Quá trời hả? À. Quá trời. À. Ghê đẹp không? Cái đó nhiêu? Cái đó nhiêu? 80 triệu hả? 80 triệu. À, quá đẹp. À đỉnh của đỉnh luôn các bạn. À. Thơm lắm. À cái giống mai rất thơm. Còn cái cây mai 35 triệu đi. Mai 35 triệu. 40 triệu. Đâu, cây 40 triệu đó. À 40 triệu hả? À 40 triệu. Đó mà trời. À cây mai này đẹp nè, cây mai tàng tàng bay nè. 35 triệu. Ờ xin lỗi. 35 triệu. À 35 triệu ha, tàng bay. Cái mai kia cũng 35 triệu hả? 35 triệu luôn. Săn lùng bao nhiêu gốc mai. Đẹp quá vậy đó. Mấy cái này chơi góc một xước. Chơi góc xước hả? À, cái góc này nè. Góc này mới đẹp nè. Góc này đẹp. Ghép mất mấy mùa hả? Đẹp quá vậy đó. Cái này theo như là chia sẻ của ông chủ thì ghép đây là cho mà ha, khoảng một năm là có thể là mình cho những cái mai này nó đi chào khách được rồi các bạn, chỉ có một năm thôi là chào khách được các bạn ha. Xong uống nước anh. Rồi các bạn thân mến, mai còn nhiều lắm, năm thu chỉ chia sẻ các bạn một số tác phẩm ha. Nếu các bạn có ngẫu hứng thì sang thì các bạn có thể đến đây để mà chiêm, nhất là chiêm ngưỡng, thứ hai ưng ý thì và book một em về nhà mình để mình tỏ chí đam mê mà mình ngắm nghía cho nó mắt các bạn ha. Thôi clip cũng khá dài thì đến đây thì năm thu cũng xin tạm nói lời chia tay với các bạn. Chúc các bạn và gia đình một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và luôn đạt được những gì mình mong muốn nhất. Trước khi chia tay không biết ông chủ vườn ông cho nghía mặt cái không ta? Đâu quá chạy gì luôn á, chạy mấy anh nằm nữa. Thôi cho nghía mặt cái coi. Thôi bữa nào anh em đứng lên nghía mặt cái ông em rất khó tính các bạn. Dạ, không nổi tiếng, nổi lên, nổi tiếng lắm. Phải không? À. Nhân viên thì cho tới mặt, còn ổng thì ổng chịu cho tới mặt. Mình nhìn thấy đâu có gì đâu, mặt cũng ấn tượng mà. Thôi thì anh Nam cũng cảm ơn em ha. Cảm ơn em đã cho phép anh Nam để quay những cái thước phim này chia sẻ cùng cộng đồng mạng yêu thích mây vàng cả nước. Em dạ, ai cũng chụp à. Mai đẹp mình đúng rồi. Rồi, trước khi chia tay thì anh chúc em và mọi gia đình một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và luôn đạt những điều như ý ha. Dạ. Có thật nhiều sức khỏe đến mình săn lùng những cái mẫu mai đẹp để phục vụ cộng đồng các bạn yêu thích mây vàng cả nước các bạn ha. Rồi, bye bye, hẹn ngày gặp lại.